Làm gì tắt nhạc của tao vậy? Mày không thích nghe bài này hả? Thôi mày nghe Bưu nha. Thôi rồi ta đã xa nhau, kể từ đêm pháo đỏ rượu nồng. Anh đường anh, em đường em, yêu thương xưa chỉ còn kỷ niệm. Anh lấy lại sợi dây chuyền của anh đi, bây giờ nó không còn ý nghĩa với tôi nữa. Tôi nói rõ lại cho anh một lần nữa, tôi hết tình cảm với anh rồi. Đừng kiếm tôi nữa, buông tha cho tôi nha. Sáng giờ tao làm đủ thứ mà mày cũng chưa có vui nữa hết. Hay là nghe nhạc không lời không? Mọi chuyện không thể kết thúc dễ dàng như vậy được. Mày đi đâu? Mày đứng lại. Mày không muốn kết thúc dễ dàng chứ mày muốn kết thúc làm sao? Hả? Giờ mày đi tìm Diệu hả? Mày quỳ lại mày khóc lóc người ta đã quay lại mày hả? Bao nhiêu đó mày chưa đủ buồn hả? Tao nghe hết rồi. Diệu nói là Diệu không yêu mày nữa, Diệu chia tay, Diệu quen Cường rồi. Anh nghe ai nói gì? Tao không nghe ai nói hết, tao tưởng tượng thôi. Tới anh á, mà còn bắt em từ bỏ nữa hả? Mày không từ bỏ, không lẽ giờ mày theo đuổi? Mày với Diệu không có kết quả đâu. Mày khùng quá vậy. Mày điên quá rồi. Tự hành hạ bản thân nha, có giỏi đánh tao nè. Nói vậy thôi, sao mày đánh tao thiệt vậy? Mày buồn chứ tao có buồn đâu. Khó khăn lắm á, em với Diệu mới đến được với nhau. Không thể nào nói bỏ là bỏ được. Em cảm nhận được á, Diệu vẫn còn tình cảm với em mà. Dù cô ấy có nói gì đi chăng nữa, em sẽ tìm ra sự thật và chinh phục được cô ấy. Anh giúp em với nha. Giúp mày hả? Sốc lành kỳ dữ quá vậy. Sốc lành vụ anh. Để anh nói với anh Trường tới cái chỗ mà ông Cường hẹn với Diệu, để bây giờ nó buồn hiu à. Thì cái tại anh gọi em trước chứ bộ. Thì anh gọi em, nhưng rõ ràng em biết tính anh nhiều chuyện, thì em giấu cái chuyện đó đi. Em nói làm chi vậy? Em ác dữ lắm á, ác còn hơn con cám nữa. Cái gì mà anh nói em ác? Tại vì cái chuyện này nó quan trọng lắm chứ bộ. Chuyện gì quan trọng? Giờ hai đứa nó giận nhau rồi kìa, còn gì quan trọng hơn? Thằng Trường với con Diệu nó là anh em cùng cha khác mẹ, bởi vậy em mới ngăn cản chứ đâu phải tự nhiên. Em nha, em đã ác rồi, bây giờ em còn lẻo lự nữa. Em biện minh với cái hành động của em, con chuyện động trời vậy luôn hả? Anh thấy em có rảnh mà đi lấy cái chuyện quan trọng ra để giỡn không? Là thằng Trường với con Diệu là anh em cùng cha khác mẹ. Em không có giỡn phải không? Em còn không tin điều đó nữa nè. Thiệt tình, biết bao nhiêu người, 7 tỷ người chứ bộ ít đâu tự nhiên quay qua quay lại gặp trúng nhau rồi còn anh em ruột với nhau nữa. Vậy chú Sang với lại dì Hai là hai người đó là trước đó là có cái gì là mới có Út Diệu hả? Cho nên là dì Hai với lại mọi người cấm cái chuyện của thằng Trường với lại Diệu. Là anh tầm bậy hả? Ừ, có ai thèm muốn nghe tôi nói đâu. Sấn sấn chửi tôi ác độc. Thì tại Út Lành không có nói, anh cũng nóng ruột chuyện hai đứa nó nên anh la Út Lành chứ. Phải Út Lành nói anh trước thì anh đâu có la Út Lành chi. Em cũng khổ tâm lắm chứ bộ. Thì Út Lành có khổ tâm cái chuyện gì thì Út Lành phải nói anh nghe để anh chia sẻ với Út Lành chứ. Để... Người ta chưa kịp nói chửi người ta ác rồi, nói anh có chịu nghe đâu. Thì chưa có nói lấy gì nghe. Sao mà lâm ly bi đát như trời. Rồi
Vậy rồi anh với em có anh em hay là có dòng họ gì không? Ai mà biết cái này, anh phải hỏi phụ huynh anh chứ sao em biết được. Thôi chắc không có đâu. Thôi cho anh xin lỗi nha. Không. Thôi anh sẽ dẫn Út Lành đi ăn bánh tráng nướng ha. Không. Đi ha, đi. Thôi đừng có giận mà. Muốn giúp Trường với Diệu thì mình phải cứng rắn mới được. Mày nghĩ mày là ai vậy? Hả? Mày bị người ta bỏ mày không cam tâm chứ gì? Rồi mày muốn tìm ra sự thật đó, chứ mày có yêu thương gì Diệu đâu, đúng không? Em cái gì? Mày là ông nội tao chứ em gì? Mày không nghe tao thì mày cũng nghe Lý Mặt Sầu nói chứ. Hỡi thế gian, tình là gì mà sao người ta buồn lâm ly, mình rút dao mình chém xuống nước thì nó mất cái dao, mà mình nâng chén tiêu sầu thì nó buồn nguyên đêm. Mày ngồi đây làm chi? Mày buồn nguyên đêm hả? Mày thấy tao không? Tao thất tình tao có buồn như mày không? Bất quá tao chỉ buồn nửa đêm thôi. Không có người này thì mày yêu người khác. Trong nhà đó 5 người lận mà. Nếu mày yêu không được Diệu thì cũng còn dì Tư. Tao nghĩ cũng hay mà, mày lấy dì Tư đi, mày về làm dưỡng của con Diệu, có gì mày trả thù, đúng không? Ngồi đó mà mày ẩu lũ, mày suy tư, rồi mày đánh tao nữa. Em biết rồi. Em không nên nóng nảy ép uổng Diệu. Vậy mới được chứ. Vậy mày hiểu ý tao rồi phải không? Ít nhất á, em phải đợi mọi chuyện tạm lắng xuống. Ừ. Lúc đó thì Diệu mới chấp nhận là em. Mày đi đi, tao không đi nữa đâu. Mày đi luôn đi. Thằng ly lợm, mất thời gian cả buổi sáng. Anh Cương. Ủa, anh hẹn em ra đây có chuyện gì vậy? Cái gì vậy? Hả? Anh chỉ cái gì vậy? Ủa, có cái gì đâu. Anh đi nguyên cái Đà Lạt luôn á, mới kiếm được bó bông bự như vậy đó. Đại diện tặng hoa nhân dịp gì? Em biết là anh thích em đúng không? Thực sự ra thì anh biết là anh không phải là mẫu người đàn ông em thích, nhưng mà sau khi em cho anh cơ hội được gặp em, được hẹn em trên đồi uống rượu, được lạnh cùng em, thì anh biết anh đã có cơ hội rồi. Làm gì vậy? Anh Diệu, đồng ý làm bạn gái nha. Không, đồng ý làm vợ anh nha. Anh Cường, chuyện hôm qua thật sự là có hiểu lầm rồi. Ý của em không phải là như vậy đâu. Anh đứng lên đi. Anh đừng có làm như vậy mà. Không, hôm qua mình uống rượu giao bôi rồi mà, đúng không? Ý em là như vậy mà, em thích anh mà, đúng không? Em thật sự là em có thích anh. Em đừng có nói. Em làm như vậy để cho thằng Trường tức giận. Em xin lỗi anh nhiều lắm. Anh tha lỗi cho em nha. Ah!
Anh đến đây làm gì? Anh đến đây á là để nghe câu trả lời chính xác. Hôm qua em cố tình hẹn hò với Cường á là để lấy cớ chia tay với anh đúng không? Lúc nãy á em từ chối Cường là vì em còn tình cảm với anh đúng không? Chuyện này không có liên quan tới anh. Anh đừng có xía vô. Vậy bây giờ anh sẽ hỏi một câu liên quan trực tiếp đến anh. Lý do thật sự muốn chia tay với anh là gì? Anh đừng có nói nữa, tôi quá mệt mỏi rồi. Buông tôi ra. Thằng chó, buông dữ quá. Buông. Lúc nào mày cũng phải đánh hả? Buông ra. Anh Cường, tao cấm mày. Tao cấm mày tiếp cận Diệu nghe chưa? Anh bỏ nghe chưa? Nghe chưa? Mày nghe chưa? Anh Cường, anh làm cái gì vậy hả? Anh bị điên rồi. Không, tôi là Cường điên mà. Anh Cường, anh có sao không? Hả? Anh có sao không? Anh không sao. Đứng lên. Đi. Đi. Tao giết mày! Diệu! 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 Em có sao không? Diệu! Diệu ơi! Có ai đây không hả? Diệu! Em tỉnh lại đi mà! Diệu ơi! Trời đất ơi, cầu trời cầu Phật á, mà ông bà che chở cho con Diệu nó vượt qua được kiếp nạn này đi. Chứ giờ á, lo quá, không biết con nhỏ con sao nữa. Hồi xưa tới giờ con Diệu nó sống ở hiền, chắc nó gặp lành nó chị Tư. Mà bây giờ là mình phải tìm người khiến máu cho con Diệu. Trời ơi, hồi nãy tôi có hỏi, nhưng mà thử hết trơn rồi, ai ở đây cũng thử á, mà không ai trùng cái nhóm máu với con nhỏ hết trơn. Không biết sao đây nữa. Kêu người ta chưa? Gọi liền đi. Em gọi rồi mà sao không thấy anh? Gì hai? Tới chưa? Tới rồi. Ông ơi, ông cứu con Diệu đi ông. Con Diệu làm sao? Chỉ có một mình ông mới cứu con gái mình được thôi. Ông cứu con Diệu đi. Hai, em mới nói cái gì vậy? Em nói con Diệu là con gái của ai? Nó là con của ông. Nó là con của ông. Lúc mà tôi mang thai nó, tôi giận ông, tôi bỏ đi, tôi không nói cho ông biết. Một mình tôi nuôi con khôn lớn. Bây giờ nó như vậy, ông cứu nó giùm tôi đi ông. Tại sao lại có thể trùng hợp như vậy? Con gái của tôi, cô Diệu là con của tôi hả? Trời ơi, tại sao từ đó giờ em không nói cho tôi biết? Một mình em chịu em nuôi nó lớn con như vậy, rồi lúc mới gặp lại em không nói cho tôi biết. Bây giờ tôi phải làm sao bây giờ? Tôi lại bây giờ nói sao mà không cứu con Diệu? Anh Sang ơi, con Diệu. Anh Sang ơi, bây giờ anh nói anh cứu con Diệu trước. Anh Sang ơi, cô đó à, cô đó, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Diệu ơi, bà phải cứu con. Bà phải cứu con. Cứu con đi ông ơi. Làm sao? Cho mọi người nhà đã tìm được người trùng nhóm máu bệnh nhân chưa vậy? Tôi là bà của nó, tôi có thể truyền máu cho nó. Mời anh theo tôi. Đi đi ông ơi, đi cứu con. Đi vô chú Sang. Đi. Chị ơi, Diệu thì đó tới giờ nó mạnh mẽ lên, em nghĩ nó không sao đâu chị ơi. Tại sao nó trùng hợp như vậy chứ? Cái
Cái chuyện mà con Diệu với ba của nó là ở trong nhà, chị hai không có cho đứa nào nhắc tới hết, nên là Út cũng đâu có dám nói. Mà không biết tại sao chuyện nó lại ra nông nỗi này. Anh cũng xin lỗi mày. Cái chuyện này anh biết, mà anh cũng không dám nói cho mày biết. Bây giờ mọi việc á, nó đã sáng tỏ rồi. Em không còn gì để mà tiếc nuối nữa. Cái việc quan trọng bây giờ là em chờ Diệu qua cơn nguy kịch, rồi em chăm sóc Diệu như em gái của mình. Vì Diệu á đã không mang nguy hiểm để đỡ cho em. Người làm anh như em á phải sức bù đắp em gái của mình đúng không anh? Thì mày suy nghĩ được vậy tao cũng mừng. Trời xui đất khiến gì, tự nhiên hai đứa đang yêu nhau để trở thành anh em. Mày á, tao biết mày cũng yếu đuối lắm, mày cũng không mạnh mẽ gì đâu, mày vượt qua được. Gặp anh như mày chắc anh đi tự tử luôn á, chứ sao sống nổi. Anh đưa em đi thôi. Ngoài em mua tí đồ cho con Diệu. Mua rồi mà, để anh ở ăn ủi nó. Nó để buồn. Thôi, không có ai ăn ủi anh hết trơn á. Đi. Nhưng mà ở đây nguy hiểm lắm, có gì nó tự tử sao? Mày đừng có suy nghĩ dại dột nha. Đừng có nhảy xuống đồi tự tử đó. Định nợ cả cuộc đời vì 200 ngàn sao? Vì anh mãi là người vẫn thương em thật thà. Anh mà ghẹo em một lần nào nữa nha, em phi chân em đặt anh một phát là anh xuống kia luôn. Tình ca thật đẹp đôi ta. Má, vì em là má đến hạnh đó, má đến chết con luôn đi. Người chở che em từng ngày, người lắng lo em từng giây. Từ giờ về sau đừng bao giờ phải buông tay. Hai. Ông, tôi cảm ơn ông nha. Thật sự tôi quá hạnh phúc, tôi quá vui luôn. Nếu mà ông không cho máu con Diệu, tôi không biết bây giờ nó còn sống nổi hay không nữa. Tôi cảm ơn ông nhiều lắm. Nó là con của tôi mà. Đáng lý là cái chữ cảm ơn đó, tôi phải cảm ơn em mới đúng. Phải chi mà tôi ráng thêm một chút thời gian nữa, ráng đi tìm đi kiếm em á, thì đâu có xảy ra cớ sự như bây giờ. Cảm ơn là tôi phải cảm ơn em, vì em đã chịu khổ, chịu cực mà nuôi con của mình tới ngày lớn khôn. Thôi, không được nhắc tới chuyện này nữa. Chuyện gì nó qua rồi thì ông cứ cho nó qua đi, đừng nhắc nữa. À, hai ơi, tôi muốn hỏi em một chuyện. Em thành thật, em trả lời cho tôi biết nha. Tại sao mà cái lần gặp gỡ cuối cùng giữa tôi và em đó, rồi em bỏ em đi, em không nói với tôi một lời nào đó? Em nghi tôi cái gì hay là em hiểu lầm tôi cái điều gì vậy? Em nói cho tôi biết đi, tại sao em bỏ đi vậy? Thì cái lần đó
Tôi thấy ông từ trong bệnh viện. Em yên tâm đi, anh sẽ lo cho em với con mà. Dạ, em cảm ơn anh đã nhận là cha của đứa bé. Không có anh không biết mẹ con em sống sao nữa. Em đừng có nói về bổn phận của anh mà. Trời đất ơi, cái chuyện như vậy thôi mà em hiểu lầm tôi rồi, em bỏ đi. Nó không phải như vậy đâu, nó dài dòng lắm, rồi tôi sẽ giải thích cho em. Hai à, em có biết không, vào những cái năm đó đó, gia đình tôi làm ăn sa sút lắm. Ba má tôi chuẩn bị phá sản rồi. Tôi là đứa con một trong gia đình. Tôi thương ba má tôi cho nên tôi quyết định là tôi đến nhà ông ngoại của thằng Trường để nhờ gia đình họ giúp đỡ. Tôi có hứa là gia đình họ cần bất cứ điều gì tôi cũng sẽ trả ơn, tôi cũng sẽ làm. Rồi một ngày nọ, mẹ thằng Trường lỡ có thai, có thai quan với người ta, cho nên là gia đình họ không muốn đứa con đó nó không có cha. Cuối cùng gia đình họ muốn tôi nhận thằng Trường làm con để cho gia đình họ không có bị mất mặt. Nói vậy là thằng Trường nó không phải là con ruột của ông. Vậy là con Diệu với lại thằng Trường không phải là anh em ruột. Thiệt hả ông? Thiệt hả? Tôi nói thật mà. Trời ơi, vậy là mừng quá. Để một lát nữa tôi chạy vô tôi báo cho con Diệu nó biết nghe ông nha. Tôi xin lỗi ông nha. Lúc đó tôi không hỏi kỹ ông để mà tôi trách lầm ông. Ông đừng có giận tôi nha. Vậy giờ em đừng có hiểu lầm tôi nữa nha. Cũng may tôi thiệt là lơ đễnh. Tôi thấy con Diệu nó có cái nét gì giống tôi, vậy mà tôi không nhận ra. Cũng may là hai cha con không có đến nỗi là tàn sát, không nhìn mặt nhau. Trời ơi, tôi đang lo đây nè. Cái miếng đất đó lỡ hai cha con mà đấu đá với nhau nữa là chết luôn đó. Cha con ruột đó. Hai à, tôi cảm ơn em. Tôi không biết là tôi làm sao để bù đắp lại cái nỗi khổ cực của em. Tôi hứa với em nha, miếng đất đó tôi sẽ không đụng tới nữa. Tôi sẽ hủy cái dự án này. Em cảm ơn anh nha. Hai à, còn câu nữa anh muốn hỏi em. Em cũng thành thật trả lời nha. Em vẫn sống mình hả? Dạ. Mình. Mình sống mình. Bác sĩ nói em đã qua cơn nguy kịch, vậy thì anh cũng yên tâm rồi. Anh xin lỗi vì không thể đợi em tỉnh dậy để nói câu tạm biệt. Hiện tại anh không thể đối diện với em với tư cách là một người anh trai được. Anh cần thời gian. Anh chờ. Em tỉnh rồi hả em gái? Em xin lỗi vì em đã không nói sự thật cho anh biết. Không, anh mới là người phải xin lỗi em. Anh đã trách em thay lòng đổi dạ mà không biết đã hy sinh cho anh rất nhiều. Bây giờ mọi chuyện đã như vậy rồi,
chúng ta không thể tiếp tục tình yêu sai lầm như vậy nữa. Không phải sai lầm. Diều, thằng Trường nó không phải là con ruột của ba. Ba nhận nuôi con từ lúc con còn bé nhỏ. Nó chỉ là con nuôi của ba. Con và thằng Trường không phải là anh em ruột. Diệu, ba xin lỗi con. Ba có lỗi với con. Trong thời gian qua, ba không chăm sóc, dưỡng nuôi con. Diệu ơi, con hãy cho ba được chăm sóc con trong cái quãng đời còn lại của ba nghe Diệu. Ba. Đi đâu vậy? Ủa? Nói nghe nè, chị hai có cái lời nguyện á là cái không ai được có chồng á, rồi sao chuyện hai đứa mình sao? Ông Rành cũng không biết nữa, ông Rành tưởng đâu á là sao cái vụ của bé Diệu á là chị hai sẽ thay đổi. Hay là anh có cách này được không? Mình đi ăn cơm đi. Ngày nào mà không ăn cơm? Không có, ý anh là ăn cơm thì kẽn á. Dĩ à? Thì vậy thì có gì chị hai chị sẽ đồng ý. Không, mắc cỡ lắm. Cỡ gì, nhưng mà giờ anh muốn công khai cái chuyện của hai đứa mình luôn. Ủa, muốn công khai bây giờ luôn á hả? Thì mình phải tính phương án chứ, lỡ chị hai không đồng ý thì anh còn có phương án khác chứ. Thôi phương án khác đi. Phương án gì giờ thì em phải suy nghĩ phụ anh chứ. Có gì anh sẽ chiến đấu với em tới giọt sữa cuối cùng luôn. Giọt máu cuối cùng ông ơi. Không có, tại em phải tuồn cả lương đó. Mà thôi đi vô trong. Trời ơi, người ta bắt khẩu mà. Từ từ thôi. Chúc mừng. Dạ. Bà gấp còn miếng nè. Cảm ơn ba. Ăn đi em. Miếng này ngon nè. Miếng này ngon. Ăn đi con. Ăn đi con. À ba à. Nay á Diệu là người yêu của con rồi. Nên là để con chăm sóc cho Diệu nhiều hơn nha ba. Con nói gì vậy? Diệu là người yêu của con nhưng mà nó là con ruột của ba. Ba phải lo cho nó. Thôi được rồi ba. Nè, con ăn miếng để ba vui. Con cảm ơn ba nha. Cảm ơn anh. Ừ, hai người mà gấp quà cho con á, con ăn một hồi á là con lăn luôn á.
đâu có sao đâu, trời ơi. Lăn lên đẹp là được rồi con. Ba, ăn đi. Ba cũng ăn cái này đi. Cái này là má con làm á, ngon lắm. Ai làm? Má làm. Không vui. Mặt má con lúc nào cũng vậy đó. Không sao đâu. Giỡn hoài. Chị ba thích ăn cái này nè. Cái này nè. Chị ba nguyên dĩa gì ba không ăn, tự nhiên cái miếng út lành cho con chị ba ăn nữa. Ai chị ba thích. Nuốt đi. Nuốt. Cái nguyên tắc nhà này sao? Ăn là không có nói chuyện. Chị, gia đình ta gấp ăn cho nhau mà cũng hạnh phúc vui vẻ đó. Có chị có sao đâu. Chị hai, chị bỏ nguyên tắc đó đi chị hai. Đúng rồi chị. Nguyên tắc nhà này là ăn là không có nói chuyện. Ủa, hai. Hồi đó em đi ăn với tôi, em nói nhiều lắm mà. Hồi đó ngày xưa là khác, còn bây giờ là khác. Thay đổi tính tình rồi, lớn rồi. Ồ, khác gì đâu. Tôi thấy em đâu có thay đổi gì. Mặn mà. Không. Thay đổi. Thay đổi là cho con Diệu nó nhận ông là cha. Vậy còn anh? Tôi không cần chồng, tôi không cần đàn ông. Thôi ăn đi. Vừa ăn vừa nói. Ăn, ăn đi, ăn đi. Gì vậy Hiếu? Dạ cả nhà cho con trình bày ý kiến được không? Dì hai, cái quy tắc của dì hai á là không ai được có chồng thì áp dụng một mình dì hai thôi. Chứ còn nhà này cũng có người trẻ đẹp cũng cần có chồng mà dì hai. Rồi mà tính làm gì tao? Con đâu có muốn làm gì dì hai đâu, nhưng mà con muốn dì hai đồng ý cho con quen Út Lành rồi cưới Út Lành đó dì hai. Hả? Út Lành? Trời ơi Út Lành ơi, em có già vàng chiêu với là Hiếu hả? Hả? Có hồn hả? Lẹ không? Tao nghe cái gì mà cơm ăn kia, kẻn ăn cơm mới kẻn á. Ăn chưa? Ăn nói thì biết ăn chứ, chị ăn chứ. Xuống xin gì hai Út Lành. Chị hai, em hôm nay em mới dám nói với chị là tại vì em sợ chị la. Em cũng không có muốn có chồng đâu chị. Nhưng mà từ khi em gặp anh Hiếu, trời ơi soạn đồ sẵn chưa, lát nữa bà đuổi mày ra khỏi nhà nữa. Chị ơi, em được ở chung với anh Hiếu, chị cho phép tụi em nha chị. Chị hai, con thương Út Lành thiệt tình, mà nếu mà dì hai không đồng ý con đập đầu tự giận. Ê, lấy cái tay ra đập. Đau. Chị, trời ơi, ngày sum họp, ngày vui vẻ phải ngày chia ly đâu chị. Có tội nghiệp con nhỏ chưa? Trời đất ơi, làm gì mà khóc sướt mướt vậy? Dì hai đồng ý con mới đứng lên. Để từ từ đi. Bữa nay là cái tiệc của con Diệu, ăn mừng cho nó hết bệnh. Rồi xong rồi tôi tính tới hai đứa. Ờ vậy đi. Ờ vô. Vô con. Vô em. Vô. Dạ sẵn tiền ở đây á, con xin phép dì hai. Rồi con xin phép cả nhà cho con được chăm sóc dì và yêu thương dì nhiều hơn. Trời ơi, cái chuyện muốn ngỏ lời với mẹ vợ con phải nói làm sao cho nó có tình cảm, cho nó có thiết tha chút. Nói gì mà trơ trẽn quá. Nè coi ba nè, ví dụ nha, gặp má vợ nè. Dạ thưa dì, con xin phép dì cho con được được kề cận bên Diệu, con chăm sóc cho Diệu suốt quãng đời còn lại. Dạ dì cho phép con
Coi như ba không có nói gì đi. Chăm sóc phải không? Chăm sóc cho kỹ nha. Rụng một cọng tóc nào là mày chết với tao đó. Ủa gì hai? Sao ông Trường nó nói mấy con câu mà gì đồng ý rồi nãy giờ con nói quá trời con quỳ lả đầu gối mà gì cứ từ từ là sao vậy hai? Từ từ có nghĩa là đồng ý đó trời, không biết gì chân vô. Mình đã trải qua một thời gian bên nhau. Buồn có, vui có. Nhưng trong thời gian sắp tới, anh muốn đồng cam cộng khổ cùng em, để bước qua con đường khó khăn phía trước, cùng nắm tay em trên con đường hạnh phúc. Giờ gần Tết rồi, mặc cho nó tươi, thay đổi phong thủy con. Mà quan nha, mấy đang hóng cái gì đúng không? Hả? Mấy đang hóng cái gì đúng không? Đâu có gì đâu. Chị nha, em ngươi lắm mà nghe chị hai. Cái gì vậy? Bữa nay chị làm cái gì mà cái vẻ mặt chị lo lắng, bồn chồn ha? Làm như chị lo âu một cái điều gì, chị trông ngóng một cái điều gì vậy hả chị hai? Tôi... Hả? Rồi lâu lâu cái tủm tỉm cười y như là con gái 18 mới biết yêu vậy á. Chị hai, bữa nay bộ ai dựa chị hay gì? Chị bắt mấy chị em mặc áo dài đẹp lồng lộn hơn người mẫu nữa. Nè nha, đừng có nghĩ mà làm chị cả trong nhà rồi ăn to nói lớn rồi muốn làm gì làm nha bà. Ê Tư, nãy giờ tao giỡn mà, mày chán sống rồi hả mày? Thôi má, chửi hoài à. Má, bộ này á sao giống bộ áo dài của dâu á, con chưa muốn lấy chồng. Con đi vô tay. Tao quánh à. Ai chọc giận ai của tôi vậy? Là
gặp anh Hải. Anh trễ quá, nãy giờ chờ. Chị Hai, đừng có nói với em á là bữa nay anh Hai qua gây ấn tượng đặc biệt với chị nha. Anh Hai, bữa nay anh Hai muốn qua cầu hôn sớm chị em đúng không? Cái đó mới đúng có phần nửa thôi à. Ủa anh Hai, đúng mới có phần nửa là sao anh Hai? Thì còn phần nửa là có một người cũng muốn được làm thành viên của cái ngôi nhà không bình thường này. À, vậy là chị Hai muốn chơi cái trò song hỷ lâm môn. Gì song hỷ lâm môn? Phải là tam hỷ lâm môn chứ. Tam hỷ. Thì chú với lại dì Hai, còn Trường với lại Diệu thì còn với lại Út Lành còn có chuẩn bị trầu nữa nè. Trời ơi, nó có đem trầu nữa kìa. Dạ, cho con xin ý kiến. Dạ, kính thưa hai gia đình. Dạ, trong thời gian qua con ở tù. Dạ, cái người mà con nhớ nhất, con muốn gặp nhất là ai? Đó là chú Tư. Hả? Chú Tư, thật sự là quãng đời còn lại con muốn được sống với chú Tư. Trời ơi. Nên hôm nay con xin tặng cho chú Tư một nhánh hoa quỷ già. Không, giả quỳ, giả quỳ. Chú Tư, chú nhận cho con vui chú Tư. Chịu đi, trời ơi, nó ở tù mà nó còn nhớ mày. Trời ơi, vậy được rồi. Chị coi đó, tự nhiên đi tặng tôi cái bông giả quỳ chi vậy? Quỷ già. Thôi giận đi bà, phá chạy nước miếng rồi. Đúng rồi, mời lên, chạy nước miếng, chạy nước miếng. Trời ơi, quá trời luôn vậy đó. Ba vô trước đi. Con vô trước đi. Chú lớn chú vô trước đi. Khoan. Nếu như ngày hôm nay ba cầu hôn má thì con không đồng ý. Chịu. Chú. Ba biết rồi. Ba về. Kìa kìa, cứu ba kìa chú. Con mới cái giỡn vậy thôi mà ba bỏ đi rồi hả? Rồi ai hốt má con? Trời ơi, ba hốt má con giùm con đi. Ba chửi qua con mệt quá. Chị ơi. Quỷ, quỷ. Hốt em đi anh ơi. Từ đã kìa Hai. Má ba bị gì má? Má vui quá. Hai, nhận đi, nhận cho anh vui. Hai, kể từ bây giờ Hai sẽ không còn là Hai Lửa nữa, mà sẽ là Hai Sang. Còn thằng kia, vô đi. Nó nhát lắm con. Sân đó. Dạ. Hốt quá con. Lần đầu tiên nhìn vào đôi mắt là anh đã thật sự. Đồng ý lấy em làm vợ nha. Ngày xưa con lần đầu bầu rời hóa ra trong mắt anh. Vậy là và em hôm nay ở nhau. Là anh thương em nhiều hơn tình cảm, hơn lá thu rụng rơi như sóng sâu đầy vơi. Em ơi, từ giờ về sau ngày tháng trở nên thật dài, vì có em luôn bên cạnh anh, cùng nhau đi hết chặng hành trình tốt này bao nhiêu. Trời ơi.
thằng Hiếu nó định tao cho nó rớt ngoài cầu giường tổng cửu cầu chồng dưỡng sắc. Đúng rồi đó chị, anh Hiếu tốt bụng lắm. Cái hôm em đi chợ về có hai hàng chị hãm em, không có anh Hiếu. Em ơi, mày nói chuyện bình thường được không? Vậy là